Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Lý Vân Tiêu khẽ nói, Hạo Miểu Huynh lời ấy cũng quá khó nghe rồi, nếu ta không muốn xuất lực thì giờ ta xuất hiện ở đây làm cái giám à. Lang Nguyên Khải trong nội tâm khẽ động, nói, Vân Thiếu lời ấy là có cách thông qua được sao? Mọi người lúc này mới nhớ tới hắn là một gã thuật luyện sư bát giai, lập tức đại hỉ. Lý Vân Tiêu nhìn quanh mọi nơi một chút, tiến tới phía trước, vươn tay khẽ vuốt qua, ánh sáng cấm chế kia bỗng nhiên sáng lên, bắn tay hắn ra ngoài. Tay nắm tay phải trước ngươi, rơi vào trầm tư, sau đó đánh ra vài đạo pháp quyết, thoáng cái bắn lên cấm chế, hiện ra một cái trận phú nho nhỏ, sau đó thoáng cái tán đi. Về sau hắn lại đánh ra mấy chục đạo linh quyết liên tiếp, mỗi một cái đều kích thích hào quang trên cấm chế, lộ ra trận pháp cổ quái, tựa hồ như một quyển trục đang miêu tả một bức họa hùng vĩ vậy. Một lát sau, Lý Vân Tiêu rốt cục ngừng lại, nói, không sai biệt lắm, ai có huyền khí cửu giai dư thừa, mượn tôi phá trận chút đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, huyền khí cửu giai đều là mệnh căn của bọn hắn, có ít người thậm chí còn không có, há dám tùy ý để người mượn chứ. Thừa Hạo Miểu nói, nếu bàn về huyền khí cửu giai, mọi người chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn nhiều bằng Lý Vân Tiêu ngươi, sao hỏi mượn chúng ta chứ? Lý Vân Tiêu nói, ta tuy nhiều, nhưng lại không dư thừa a. À. Trần Khai Hồng tựa hồ nhìn ra chút mánh khóe gì đó, nói, Vân thiếu đây chính là muốn dùng trận phá trận sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Đúng vậy, cấm chế này thật sự phức tạp khó hiểu, cũng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu, chỉ có thể dùng trận phá trận. Ta đã vẽ lên trên cấm chế chi quang một cái điên đảo trận loại nhỏ, cần một kiện huyền khí làm trận nhãn, nhưng nó rất có khả năng sẽ bị hủy lúc phá trận. Á đệt mẹ, bị phá hủy, lần này càng khiến mọi người dè chừng, không thể nào lấy ra được, hủy diệt một kiện huyền khí cửu dai, cái giá da lớn này khó ai chịu nổi. Trần Khai Hồng cau mày nói, huyền khí cửu dai của bất kỳ người nào cũng là tánh mạng tương tu, nào có dư thừa chứ, bát dai không được sao chỗ ta ngược lại có một kiện bảo đao bát giai chính là thứ ta dùng năm đó hiện giờ cũng chỉ còn lại ý nghĩa kỷ niệm nếu cần dùng đến thì ta có thể cống hiến ra Lý Vân Tiêu cao mày nói nếu có huyền khí cửu giai làm trận nhãn ta ngược lại có nắm chắc rất lớn có thể phá vỡ cấm chế này nếu như chỉ là bát giai thì không nắm chắc lắm rồi Trần Khai Hồng nói thử xem đi ai lại nguyện lấy ra huyền khí cửu giai của mình để phá hủy chứ trong tay hắn lóe lên hào quang hiện ra một thanh kim đao ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc hai tay đẩy tới Lý Vân Tiêu tiếp nhận đao, xem qua liền cười khổ, chỉ là trung giai sao? Cho dù là bát giai thì ít nhất cũng phải là huyền khí bát giai đỉnh cấp chứ. Hừ, nói thật dễ dàng, huyền khí bát giai đỉnh cấp ngay cả ta cũng không có. Một gã võ giả lập tức phàn nàn, bộ dáng như đàn ông no không biết đàn ông chết đói, nói, ta thân là võ đế tam tinh cũng chỉ có một kiện huyền khí bát giai trung cấp đấy. Lý Vân Tiêu trầm tư thoáng một phát, ném kim đao kia lên không trung, một đạo hỏa diễm thiêu đốt qua, nung chảy thân nào. Sau đó trong tay hắn hiện ra một đống tài liệu chọn lựa vài loại, trực tiếp ném tới, bắt đầu thi triển ra từng đạo pháp quyết thuật luyện. Lúc trước tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì, nhưng giờ đều phản ứng lại, trên mặt đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên lại muốn tại chỗ tinh luyện đẳng cấp chuôi kim đao này. Bản thân Trần Khai Hồng lại càng hoảng sợ, khó mà tin nổi. Lúc trước vì tăng lên đẳng cấp chuôi kim đao hắn đã đi thu thập không ít tài liệu, không ít lần tới tìm đám thuật luyện sư cao ngạo kia, ngàn cầu vạn cầu người ta mới miễn cưỡng đáp ứng sau khi thanh toán xong phí thuật luyện với cái giá trên trời lại còn tin luyện thất bại tài liệu và phí thuật luyện toàn bộ đều trôi theo dòng nước đến tận sau này hắn cũng triệt để hết hy vọng cho tới bây giờ cũng không động qua ý niệm muốn tăng lên đẳng cấp kim đao nữa thẳng đến sau khi hắn bước vào võ đế tứ tinh đã trở thành trụ cột vững vàng của thành hồng nguyệt lúc này mới được cao tầng ban thưởng cho một chuôi kim đao cửu dai. nói cách khác hắn trước võ đế tứ tinh vẫn luôn dùng chuôi kim đao bát dai trung cấp này hiện giờ lý vân tiêu vậy mà tay không tại chỗ tăng lên đẳng cấp bảo hắn sao không sợ hãi cho được không chỉ có hắn mà võ giả ở đây có ai mà không phải một đường nhìn sắc mặt thuật luyện sư đi tới chứ biết rõ khó xử trong đó cũng biết tinh luyện đẳng cấp huyền khí tuyệt đối không phải chuyện dễ hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao thừa hạo miểu thiếu kiên nhẫn rồi nói loại đến trước mắt mới luyện khí này vân thiếu cũng quá mức vui đùa rồi một gã đệ tử bắc minh huyền cung cũng hừ lạnh nói người này tùy tâm sử dụng đã quen sớm muộn sẽ những ra đại họa thôi trong mắt bất quang lượng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ bất quá hắn lại nở nụ cười nói, xem ra hắn cực kỳ có lòng tin với tu vị thuật đạo của mình. Trần Khai Hồng nhìn ra ngoài một hồi sau đó trong lòng nghiêm nghị, nói, chư vị đều yên tĩnh đi, để hắn thử xem cũng tốt, dù sao cái này cũng quan hệ đến chuyện chung của mọi người, mặc dù có thất bại cũng không sao. Tên đệ tử Bắc Minh Huyền Cung kia phàn nàn nói, ừ, không phải không để hắn thử, mà như vậy sẽ chậm trễ thời gian quý giá của mọi người. Mọi người tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng nếu lý vân tiêu đã bắt đầu rồi thì cũng không cần lên tiếng nữa để tránh ảnh hưởng đến đại sự phá cấm lý vân tiêu từ đầu đến cuối không nói một lời nếu chỉ là tăng phẩm cấp kim đao lên tới bát giai cao cấp thì dùng thực lực hắn hiện giờ cũng không phải chuyện khó gì theo pháp quyết của hắn không ngừng đánh vào khí tức trên kim đao cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ ở đây đều là cường giả cửu thiên tự nhiên nhạy cảm nhận ra biến hóa của kim đao nguyên một đám kinh hãi dị thường kim đao kia trong lúc không ngừng ngưng luyện khí tức đã tăng lên tới trình độ bát giai cao cấp sau đó là khí uẩn bắt đầu chấn động ra tốc độ càng lúc càng nhanh kim đao rút đao mang lập lòe đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác với trước kia tựa hồ rực rỡ hẳn lên trần khai hồng đột nhiên hít một miệng hơi lạnh kinh hãi nói đây đây là tấn cấp rồi sao xem y lý vân tiêu đã ướt đẫm hai mắt nhìn chằm chằm vào thân đao kia không nháy mắt lấy một cái còn đang không ngừng đánh pháp quyết vào trong thở dốc nói đã là trình độ cao dai ta thử xem có thể không trực tiếp tinh luyện đến bát giai đỉnh phong hay không dù sao đây đã là tiêu hao phẩm một lần duy nhất rồi tốc độ trong tay hắn càng lúc càng nhanh rất nhanh liền thân hóa vô số, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Kim đao sau khi khí uẩn biến hóa, khí tức đao mang lại bắt đầu tăng lên. Tất cả mọi người triệt để ngốc trệ, luyện khí bọn hắn cũng không phải chưa xem, đều là nghi thức nhìn như thập phần trang nghiêm. Còn có đại lượng trợ thủ ở bên cạnh hiệp trợ, hơn nữa cần mở ra trận bàn hoặc là đỉnh khí, giống như là chiêu thánh vậy, hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Mỗi lần bọn hắn cầu thuật luyện sư hỗ trợ đều là ở một bên cầu nguyện, nhưng đa số vẫn là kết quả tan nát cõi lòng lần này lý vân tiêu luyện khí lại tùy ý giống như ăn cơm vậy bọn hắn đều ở một bên châm chọc khiêu khích nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược không sai biệt lắm lý vân tiêu đột nhiên mở miệng nói thân sắc trong mắt thập phần ngương trọng trạng thái kim đao kia giờ phút này cực kỳ bất ổn tuy rằng cưỡng ép tăng lên tới bát giai đỉnh phong nhưng đây là hắn triệt để kích phát tiềm năng thanh đao này tùy thời đều có thể tan vỡ mất đi hắn khẽ quát một tiếng đánh ra một đạo pháp quyết kim đao kia lập tức bay đi đụng một cái vào cấm chế chi quang vốn có thể lướt qua không trở ngại nhưng trên đó còn có điên đảo trận loại nhỏ mà Lý Vân Tiêu điệp ra lên nên lập tức đã bị trở ngại, lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai tay Lý Vân Tiêu kết xuất một đạo ấn ký, đẩy mạnh ra, lập tức đánh lên trên kim đao kia. Một đạo hào quang cực kỳ rực rỡ tươi đẹp chói mắt từ trong kim đao tỏa ra, sau đó nguyên một đám trận phù hắn bố trí xuống lúc trước toàn bộ đều được kích phát, tản mát ra năng lượng vô tận, lấy kim đao làm trung tâm xoay tròn, càng lúc càng lớn. Toàn bộ thiên mạc thoáng cái trở nên sáng lên, khí tức khủng bố tản ra trên kim đao lan khắp bốn phía, như hỏa diễm cắn nuốt lấy cấm chế chi quang kia, mọi người không tự chủ được lui về sau, sợ bị ảnh hưởng đến. như lực lượng kim đao thủy trung chỉ lan tràn trên cấm chế cũng không lao ra. một lát sau, kim đao kia phanh một tiếng đứt gãy tại chỗ, hóa thành sắt vụn rơi xuống. lý vân tiêu đột nhiên nói, mau qua đây, cấm chế chi quang này quá mạnh mẽ, vô cùng vô tận, không biết ngọn nguồn. ta hiện giờ chỉ đốt ra được một động lớn, qua một thời gian nữa sợ rằng nó sẽ tự khôi phục lại mất. hắn dẫn đầu trực tiếp hóa thành một đạo quang mang sông qua cấm chế chi quang kia vọt qua phía bên kia. Người còn lại cũng nhao nhao đại hỉ, lập tức lao đến, quả nhiên qua chốc lát, cấm chế kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần này, thần sắc khi tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đều thay đổi, toàn bộ đều có bộ dạng tôn kính. Trần Khai Hồng đi đầu nói, danh tiếng thuật luyện sư bát giai của Vân thiếu quả nhiên danh xứng với thực, thậm chí còn trên cả thuật luyện sư bát giai bình thường, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, chê cười, đi nhanh lên đi, khó được đến tên cảnh một chuyến nếu không nắm chặt thì sẽ hết thời gian mất. Địa vị Lý Vân Tiêu giờ phút này đột nhiên cứ vậy tăng lên đến cùng độ cao với bọn người Trần Khai Hồng. Mọi người nhao nhao khách khách khí khí phụ họa theo, dưới sự dẫn dắt của mấy người tiếp tục chạy lên đỉnh núi. Trên đường đi không còn gì ngăn trở nữa, hơn nữa ngay cả khí tức yêu thú cũng không còn nữa. Rất nhanh, liền nhìn thấy trên đỉnh núi đứng vững một đại điện to lớn, tản mát ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng khiến cả bầu trời một mảnh chói mắt. La Nguyên Khải cả kinh nói, cực dương chi lực. Đỉnh núi này dĩ nhiên cũng là đỉnh của tế đàn, trên đó treo cao lấy cực dương chi lực chứa dọi khắp bốn phía cực dương chi lực từ trên đỉnh cung điện kia dọi xuống toàn bộ đỉnh núi đều nằm dưới cổ lực lượng cực nóng này từ xa đã cảm thấy một hồi tim đập nhanh la nguyên khải hoảng sợ nhìn qua cực dương chi quang kia giật mình nói đỉnh cung điện này đến cùng có trí bảo gì vậy mà có thể tần mát ra lực lượng cường đại như thế nếu bị người đoạt được chẳng lẽ không phải có thể hoành hành thiên hạ sao trần khai hồng cũng ầm ầm động tâm lẩm bẩm nói tia sáng này phảng phất giống như rất gần mặt trời vậy chúng ta từ xa nhìn lại cũng cảm thấy một hồi kinh hãi, vậy nếu tiến vào bên trong sẽ thế nào đây? Mọi người thoáng cái đều bắt đầu sầu muộn, bọn hắn đứng ở đằng xa, cực dương không thể chiếu đến cũng đã cảm thấy một hồi nóng rực khó chịu, càng đừng nói đến bước vào trong đó. Thừa hạo miểu nhịn không được nói, cực dương chi lực này thật sự khủng bố thế sao? Bất quang lượng lạnh nhạt nói, thứ này vốn là một loại biến thể của quy tắc chi lực, đủ để đối kháng cửu thiên đế khí, nếu là cực mạnh, mặc dù là đế khí cũng không cách nào ngăn cản được. La Nguyên Khải ngưng giọng nói, nơi này cách cửa đại điện ước chừng 500 mét, có lẽ không khó kiên trì. Hắn tăng khí tức lên tới trạng thái mạnh nhất, hóa thành một đạo quang mang lập tức xông ra ngoài. Chỉ thấy không trung hiện lên một đạo cường quang, dấy lên hỏa diễm, cả người La Nguyên Khải đã trực tiếp vọt qua bên bờ bên kia. Bất quá hắn đã hóa thành một hỏa nhân, vội vàng vận chuyển nguyên lực trấn khai hỏa diễm chi khí, lúc này mới bình an vô sự. Nhưng quần áo trên người hắn đều đã bị thiêu hủy, cả người cũng đen một nửa, dùng thực lực của hắn cũng chật vật như thế khiến đại bộ phận mọi người đều kinh hãi. Làng nguyên khải xa xa nói tuy rằng rất mạnh nhưng chỉ cần thời gian đủ ngắn thì sẽ không có chuyện gì đâu đều tới đi mọi người lúc này mới thoáng yên tâm bắt đầu nguyên một đám bay vượt qua mọi người đều tăng phòng ngự và phát huy tốc độ đến mức tận cùng các loại chiến y đủ mọi màu sắc cũng đều xuất hiện nhưng không ít người vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết sau khi đến bên bờ bên kia cả đám đều bị đốt thành than đen càng có một gã cường giả võ đế phệ hồn tộc tựa hồ như công pháp tu luyện bị loại cực dương chi lực này tương khắc cuối cùng không thể xông qua được trực tiếp vẫn lạc trên đường thân thể lập tức bốc hơi, hóa thành một cỗ tại thi ngã xuống. Bất quang lượng và thừa hạo miểu đều biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ và âm lãnh. Bên ngoài đại điện cũng chỉ còn lại một mình Lý Vân Tiêu ở đó tựa hồ đang do dự. Trần Khai Hồng nói, dùng năng lực Vân Thiếu vượt qua phiến khu vực này có lẽ không thành vấn đề đấy chứ. Lý Vân Tiêu chống cằm suy nghĩ một hồi, vừa rồi tình huống mỗi người tiến lên hắn đều thấy rõ, hắn nói, ta thử xem sao, tựa hồ cũng không khó khăn như mọi người đâu, có lẽ có thể tìm được cách dễ dàng hơn cũng không chừng. A, à, mẹ nó chúng ta ngược lại muốn xem thử vân thiếu có cách hay gì thừa hạo miểu tức giận lạnh lùng nói phệ hồn tộc bọn hắn vẫn lạc một gã cường giả khiến tâm tình của hắn thập phần không tốt lý vân tiêu hừ nhẹ một tiếng cũng mặc kệ hắn trên người chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn hơi nước kết xuất một tầng băng mỏng bao trùm lấy thân thể vào trong sau đó đi vào trong cực dương kia ha ha chút băng mỏng này đã muốn chống đỡ cực dương chi lực hắn cho là mình tu luyện chính là hàn băng chân khí của bắc minh huyền cung ta sao một gã đệ tử bắc minh huyền cung khinh thường cười rộ lên mọi người cũng đều lộ vẻ khinh miệt trên mặt chờ xem hắn bị nướng cháy lý vân tiêu bước một bước vào trong cực dương cũng không nhanh chóng chạy đi mà ngừng một chút sau đó mới bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước à cái gì cái này cái này sao có thể chứ tất cả mọi người lập tức đều choáng váng thoáng cái đều chừng lớn mắt cơ hồ như muốn rớt cả mắt thân sắc khó có thể tin lộ rõ trên mặt quanh thân lý vân tiêu hiện ra băng giáp do tầng tầng băng mỏng tạo thành nhưng có đến mấy tầng hơn nữa không phải dán trên người bình thường mà được ngưng tụ thành kết cấu lăng kính tinh vi. Những cực dương chi quang kia chiếu xuống tuyệt đại bộ phận đều bị chết xạ ra ngoài, không rơi vào trên người hắn chút nào cả, mà việc hắn cần làm chỉ là không ngừng dùng nguyên lực duy trì cái băng giáp kia thôi. Mặc dù tốc độ băng giáp tiêu hao cực nhanh, nhưng lấy lực lý vân tiêu duy trì nửa nén hương cũng đã đủ rồi. Ở đây đều là cao thủ, lập tức phát hiện ra huyền bí trong đó, nguyên một đám sắc mặt trầm xuống. Mình thì bị đốt thành than đen, càng có người vì xông qua mà trực tiếp vẫn lạc, hắn lại thoải mái nhàn nhã đi lại trong cực dương, còn ra vẻ rất thích ý nữa sắc mặt thừa hạo miểu tái nhợt nghiến răng nghiến lợi nói lý vân tiêu ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như thế vậy mà không lên tiếng làm hại phái ta vẫn lạc một cường giả ngươi thật là ác độc lý vân tiêu mắt trắng không còn chút máu nói phương pháp này ta cũng mới nghĩ ra lúc quan sát chư vị phi độn huống hồ không có tiền lệ ai dám thử một lần chết chỉ có thể trách hắn tu vị không đủ nói ta ác độc ngươi không biết xấu hổ sao thừa hạo miểu thoáng cái cứng họng hắn biết rõ mình nói thế nào cũng không nói lại lý vân tiêu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó cũng không lên tiếng nữa. La Nguyên Khải liếc nhìn Lý Vân Tiêu thật sâu, càng cảm thấy kẻ này đáng sợ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, chỉ lạnh nhạt nói, nếu đều đã đến đông đủ, vậy thì đi vào thôi. Đại điện to lớn đoan trang, do một dãy cột chống đỡ lấy, không có đại môn, nối thẳng nội điện. Đi qua hành lang tiền điện, mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước là mảng lớn lầu cáp, ẩn ẩn tọa lạc trong linh quang, xa xa nhìn lại phảng phất như tiên cảnh vậy một lối đi trực tiếp đi thông phiến lầu các kia ở hai bên thông đạo cách mỗi mấy chục thước sẽ có một thanh đồng nhân tượng tựa hồ đang thủ hộ ở phía trước trần khai hồng đại hỉ nói mảng lớn kiến trúc như thế ta xem trên mỗi tòa nhà tựa hồ đều có cấm chế chi quang người thành hồng nguyệt há có thể dễ dàng đạt được thiên tư cũng không biết ở nơi nào đến đây phải xem vào vận khí chư vị rồi người đao kiếm tông mau đi cùng ta hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao tới mảng kiến trúc kia vài tên võ đế đao kiếm tông cũng nhao nhao theo sát phía sau người mấy phái khác cũng không chờ được nữa mau chóng đuổi theo rất nhanh đã biến thành một mình lý vân tiêu lẻ loi đứng trước thông đạo yêu long truyền âm đến nói thiên tân vạn khổ mới tới duc đây ngươi có thể bình tĩnh như thế cũng là khó được lý vân tiêu cười nói căn cứ theo ghi chép của một đời thành chủ thành hồng nguyệt kia thiên tư mờ ảo vô tung chỉ có nguyệt đồng mới có thể tìm ra nó những người này chẳng qua chỉ là cùng thái tử đọc sách mà thôi mặc dù là khương sở nhiên cũng chưa chắc có thể tìm được ánh mắt hắn lóe lên nguyệt đồng lập tức hiển hiện trong hai tròng mắt Nhìn về phía kiến trúc kia, bên trái phía trước tựa hồ có một cổ cảm giác kỳ dị, phảng phất như đang khẽ kêu gọi hắn vậy. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, nguyệt đồng lập tức biến mất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trải qua tuế nguyệt vô tận, chẳng lẽ cái gọi là thiên tư kia thật sự còn ở đây sao? Hắn sau khi hơi trầm ngâm một chút, lập tức đi về hướng cảm ứng được, đó là một tòa tiểu viện cũng không chút thu hút, nhưng khác với nơi khác chính là nơi này không có cấm chế chi quang. Ừm, chẳng lẽ người thành Hồng Nguyệt đã tra được nơi này? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh đẩy nhanh bước chân đi vào trong, bên trong là một mảnh sân nhỏ, còn có tiếng nước chảy nhỏ giọt. Không chỉ có thế, ba đạo thân ảnh đã ở trong tiểu viện, đồng thời quay đầu lại nhìn, đúng là ba người Long gia. Trong mắt Vũ Trác hiện lên một tia giật mình, lập tức khôi phục bình thường, cười nói, "À, là Vân thiếu, ngươi cũng đến rồi sao?" Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, "Vũ Trác huynh đã sớm đến. Chẳng lẽ trên mê vụ chi hải có thể không cần thông qua Cự Sơn, còn có đường khác hướng tới đây sao?" Cự Sơn, Vũ Trác khẽ cười một cái, nói chúng ta không biết cự sơn gì cả chỉ đi loạn trong mê vụ chi hải liền đến trong phiến cung điện này hẳn là có rất nhiều đường ánh mắt hắn nhắm lại hỏi nơi đây có rất nhiều cung điện không thể đếm hết vân thiếu sao lại cảm thấy hứng thú với tòa hoàng quân viện không chút thu hút này thế à viện này gọi là hoàng quân viện sao lý vân tiêu ngẩng đầu lên nhìn qua mấy văn tự cổ quái trên tấm bảng treo phía trên kinh ngạc cười nói chẳng qua chỉ tùy ý đến thôi ngược lại vũ trác huynh vậy mà nhận ra chữ của đồng tộc sao vũ trác trong lòng cả kinh thầm nghĩ không tốt nhưng rất nhanh liền cười nói, ta chẳng qua chỉ là thấy mấy chữ này có chút giống, cho nên tùy ý kêu ra miệng thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh một hồi, nhưng vẫn lạnh nhạt nói, thì ra là tùy ý, vậy thì mọi người cứ tùy ý dạo chơi đi. Vũ Trác xấu hổ nở nụ cười, cũng tùy ý bồi hồi trong sân, nhưng nội tâm lại một hồi lo nghĩ. Lý Vân Tiêu cũng cẩn thận quan sát, hiện giờ hắn cực kỳ tin tưởng biệt viện Hoàng Quân này chắc chắn cổ quái, chỉ là không hiểu vì sao Vũ Trác đã ở đây, ba người này giống như đã đến rất lâu rồi, nhưng có vẻ cũng không có phát hiện gì một lát sau vũ trác rốt cục không nhịn được mở miệng nói nơi đây không có vật gì thật sự không có gì để dạo cả vẫn nên đi chỗ khác thôi dù sao thời gian có hạn ngàn vạn đừng làm trễ nãi thời gian tầm bảo đấy lý vân tiêu lại cười nói vũ trác huynh nói như vậy có lý ngươi đi trước một bước đi vừa rồi lúc lên đây gặp phải yêu thú tiểu đệ chịu chút tổn thương vừa vặn nơi đây thanh tịnh có thể chữa thương một chút vũ trác biến sắc lấy ra một quả đan dược màu hồng đỏ thẫm đưa tới nói chỗ ta có một viên thuốc tiên chữa thương Vân Thiếu sau khi ăn vào tất nhiên có thể khỏi hẳn, hay nên tranh thủ thời gian rời đi đi, đừng làm trễ nãi tầm bảo. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đan dược, trực tiếp thu vào, cười nói, không sao, trên người của ta đã có vài món huyền khí, Vũ Trác huynh đi trước đi. Vũ Trác dâng lên cơn giận, khẽ nói, có vài món huyền khí, ngươi chẳng qua chỉ là cửu tinh võ tôn mà thôi, làm bộ giàu có gì chứ? Thiên Lĩnh Long gia ta thân là bảy đại thế lực siêu cấp, huyền khí vô số, ta không thèm, ngươi vẫn nên mau đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, bản thân ta chính là thuật luyện sư bát giai lực hấp dẫn của bảo vật đối với ta cũng không lớn vũ trác huynh vẫn nên tranh thủ thời gian đi mau lên không cần phải để ý đến ta nữa một gã người long ra khác rốt cục không nhịn được nữa cả giận nói lý vân tiêu ngươi phải làm sao mới bằng lòng rời đi đây khí tức trên thân vũ trác cũng trở nên có chút thô bạo lạnh lùng nói lý vân tiêu ta thấy ngươi là nhân tài mới xuất hiện cố tình kết giao nếu đã cầm đan dược của ta sao còn không biết xấu hổ mày dạn mặt dày ở lại chỗ này chứ ta liền nói rõ với ngươi nếu còn không rời đi thì đừng trách người thiên lĩnh long ra ta bất thiện ba người lập tức xông tới khí thế trên người có chút thả ra một cổ khí tức man hoang hung bạo đập vào mặt mỗi người đều lộ vẻ bất thiện lý vân tiêu nhẹ nhàng cười cười liền lùi lại mấy bước nói ta vẫn cho rằng vũ trác huynh là loại nhanh mồm nhanh miệng sao cũng trở nên đầy tâm cơ thế hắn thu liễm dáng cười từng chữ nghiêm mặt nói nếu ta không đoán sai thì biệt viện hoàng quân này có lẽ thông đến chỗ thiên tư thần sắc vũ trác biến đổi hai người khác lập tức bước ra trái phải mấy bước phong kín toàn bộ đường lui của Lý Vân Tiêu, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ lập tức hạ sát thủ ngay. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu như cười mà không phải cười nói, thiên tư chính là người có duyên có được, Vũ Trác huynh sợ rằng đã tới từ lâu rồi, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, không bằng nói ra điều mình biết, mọi người cùng nhau tham tưởng có hay hơn không? Một người trong đó quát, mặc dù là người có duyên có được, cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào trên người một tên võ tôn được, biết đến nhiều hơn cũng chỉ tăng thêm phiền não. Hiện giờ ngươi nhìn trộm bí mật của chúng ta, muốn đi cũng không dễ dàng, cái này gọi là không tìm đường chết liền sẽ không chết một tay hắn đã trở nên đỏ bừng tựa hồ đang chuẩn bị tuyệt kỹ gì đó toàn thân lý vân tiêu liền trở nên cảnh giác thực lực ba người này rất mạnh lúc trước đánh một trận với lưu diễm cũng chưa hề dốc hết toàn lực vũ trác huynh thật sự muốn đánh một trận với ta sao đánh một trận cắt ngươi có tư cách này sao tên còn lại lạnh quát lạnh nói vẻ mặt khinh thường người trước mắt theo hắn thấy chỉ cần đảo tay liền có thể lấy mạng lý vân tiêu không để ý tới châm chọc khiêu khích của hai người này mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vũ trác long ra tất cả đều lấy hắn làm chủ vũ trác trầm tư một hồi mới cắn răng nói tốt nói cho ngươi cũng không sao vũ trác đại nhân cái này một gã long ra trở nên khẩn trương hiển nhiên việc này không phải chuyện đùa quyết định của vũ trác hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn vũ trác cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc vung tay lên cắt đứt lời người nọ lúc này mới nói với lý vân tiêu đúng như người nói thiên tư là người có duyên có được bây giờ không phải là thời điểm so đấu thực lực có lẽ ngươi có số mệnh này có thể giúp chúng ta tìm được thiên tư cũng không chừng. Vũ Trác phất phất tay, hai người khác tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn dừng tay lại, thu hồi nguyên lực, im im lặng lặng đứng ở một bên. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, quyết định chính xác, bất quá ta rất ngạc nhiên, các ngươi là từ đâu lấy được tin tức thiên tư, thiên tư lại là tồn tại thế nào, sau khi đạt được sẽ được những gì? Vũ Trác nhíu mày, nói, những điều này không phải không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, nơi đây rất nhiều lầu các, vì sao chỉ để ý đến biệt viện hoàng quân này? Lý Vân Tiêu cười nói, đơn giản, thái cổ thiên mục trên trán hắn bỗng nhiên mở ra, lại cười nói, bởi vì ta thân mang con mắt này, coi như vật của đồng tộc, vừa nhìn qua đã cảm thấy nơi này có chút dị thường, cho nên mới tới đây. Vũ Trác sừng sốt một chút vội vàng nói, vậy ngươi còn nhìn ra được gì không? Lý Vân Tiêu dùng thái cổ thiên mục kia nhìn qua mọi nơi, không thấy có gì dị thường cả, chỉ có thể lắc đầu. Vũ Trác lúc này lộ ra một tia thất vọng, sau khi trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi nói, biệt viện Hoàng Quân này đúng là nơi đi thông tới chỗ thiên tư. Nơi này là đường tắt, không đi từ nơi này thì có lẽ còn có đường khác, nhưng càng thêm khó khăn. Chúng ta tới sớm hơn ngươi một ngày, nơi nào cũng đã tra qua nhưng không phát hiện ra gì dị thường cả. Lý Vân Tiêu có chút gật đầu, thần trí của hắn cũng quét toàn bộ nơi này một lần, cũng không phát hiện bất luận chỗ nào kỳ lạ cả. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, nói, nếu Vũ Trác Huynh đã đến một ngày cũng không phát hiện, vậy không bằng trực tiếp đánh, phá hủy nơi này đi, có lẽ có thể có phát hiện cũng không chừng. Phá hủy, không thể, Vũ Trác kinh hãi, Ý nghĩ này hắn chưa từng nghĩ qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, dù sao cũng không tìm thấy rồi, nếu còn rông dài, thời gian Địa Lão Thiên Hoang kết thúc, chẳng lẽ Vũ Trác huynh còn muốn đợi lần sau nghiên cứu sao? Vũ Trác ngây ngốc một chút liền trầm tư, đợi lần tiếp đương nhiên không thể, có trời mới biết Địa Lão Thiên Hoang này bao lâu mở ra một lần, căn bản không có quy luật, có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, có lẽ đời này cũng sẽ không mở ra lại nữa. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói, vậy phá hủy bằng cách nào đây? Lý Vân Tiêu nói, đơn giản trực tiếp mài bằng nơi này nếu thật sự có đường nhất định sẽ bị phát hiện vũ trác và hai người kia nhìn nhau đều cảm thấy có thể thực hiện cùng nhau gật đầu tán thành vũ trác trực tiếp đánh ra mấy đạo linh quyết phong tỏa không gian bốn phía để tránh gây ra tiếng vang quá lớn mà kinh động đến những người khác sau khi làm tốt các loại chuẩn bị bốn người bay vào giữa không trung vũ trác trực tiếp nắm chặt năm ngón ngưng lấy một đạo quyền mang trên không trung hung hăng đánh xuống quyền mang kia như thiên thạch rơi xuống đại địa toàn bộ tiểu viện đều trực tiếp nổ bùng một cổ lực trùng kích tàn khắp mọi nơi nhưng thanh âm toàn bộ đều bị phong ấn trong cấm chế, không truyền ra một chút nào cả. Bốn người đều khẩn trương nhìn qua bên dưới, sợ bỏ qua gì đó hoặc là phá hủy đi gì đó. Lực bạo tạc sau khi tản đi, chỗ tiểu viện đột nhiên đen ngòm, không chỉ ánh mắt không cách nào thăm dò vào, mà ngay cả thần thức cũng bị nuốt chửng lấy. Quả nhiên có đường, bốn người vừa mừng vừa sợ, đang định xuống dưới xem xét, đột nhiên trong đoàn đen kịch kia ẩn ẩn hiện ra một vật ra, dĩ nhiên là một đôi mắt lăng lệ ác liệt đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bốn người bọn hắn. Cái này, bốn người đều cả kinh toàn thân rét run con mắt kia không có bất kỳ thần sắc này lạnh như băng giống như mấy năm qua vẫn một mực im im lặng lặng ở đằng kia hoàn toàn không phải ánh mắt con người ngay khi bốn người tâm thần đại chấn hoảng sợ phát hiện bản thân mình đã đứng trong một đại điện đen kịt chỉ có kim loại trên một ít cây cột lạnh như băng ở bốn phía là thỉnh thoảng còn chiết xạ ra một ít ánh sáng âm u đây đây rốt cuộc là ảo thuật hay là chân thực lý vân tiêu trong lòng hoảng hốt tình hình lúc này ngay cả hắn cũng không phân ra thật giả cảm giác bốn phía giống như thật sự rõ ràng cũng không phải hư ảo. Vũ Trác cũng cả kinh nói, nơi này có lẽ chính là chỗ hạch tâm, nơi cất giấu thiên tư rồi. Trong âm thanh của hắn mang theo mừng rỡ và kích động, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Tuy rằng một mảnh đen kịt, nhưng thần thức và ánh mắt cũng không bị ngăn trở, hoàn toàn có thể điều tra. Lý Vân Tiêu cũng quét qua đại điện một lần, không có bất kỳ phát hiện nào cả. Duy nhất khiến cho hắn khác thường chính chất liệu cấu thành đại điện này không phải vàng không phải đá, không biết do thứ gì tạo thành, tựa hồ cực kỳ chắc chắn. Cái gì cũng không có, trống trơn sao? sao có thể vậy được vũ trác sau khi cẩn thận quét qua thần sắc thất lạc cả kinh kêu lên chẳng lẽ là người thành hồng nguyệt đã tới trước rồi lý vân tiêu cũng tràn đầy hồ nghi biệt viện hoàn quân kia đã truyền tống bọn hắn đến đây thì nhất định không phải vô duyên vô cớ khẳng định có lý do nhưng trước mắt ngoại trừ một tòa đại điện trống rỗng ra cũng không còn vật gì khác nữa ngay khi bốn người thất lạc cực độ thì một đạo thanh âm lạnh nhạt lại truyền đến nói người thành hồng nguyệt cũng chưa đi vào các ngươi là nhóm đầu tiên ai bốn người đều hoảng hốt lập tức trở nên cảnh giác nhìn về chỗ phát ra thanh âm kia. Chỉ trên đại điện, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bảo tọa, trên đó có một nam tử trung niên đang ngồi, trên mặt tươi cười nhìn bọn hắn. Ba người vũ trác đều kinh hãi toàn thân lạnh như băng, bọn hắn lúc trước rõ ràng đã tìm qua từng chỗ nhỏ, căn bản không có bất luận dấu vết sinh linh nào, sao lại vô duyên vô cớ nhiều ra một người chứ? Mà sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức trắng bệch, một cổ khí huyết không hiểu kích động trong người, người trước mắt này đúng là Mộ Dung Trúc. Hắn hiện giờ đã không còn kích động như lần đầu thấy Mộ Dung Trúc nữa, cảm xúc sau khi thoáng chấn động liền rất nhanh bình tĩnh lại lộ vẻ chấn định trước nay chưa từng có như một vũng nước động vậy bình tĩnh đến đáng sợ vũ trác liếm lấy bờ môi khô khốc ngưng giọng nói ngươi là ai mộ dung trúc an tường ngồi trên bảo tọa bắt chéo chân hai tay để trước người ánh mắt như nước một mực dò xét trên người lý vân tiêu thẳng đến khi vũ trác nói chuyện lúc này mới chuyển qua nhìn ba người cười nói ta là ai cũng không quan trọng quan trọng là ta muốn một mình nói chuyện với hắn các ngươi lui ra đi ba người vũ trác đều sững sờ cổ quái nhìn lý vân tiêu nhưng vừa nhìn qua lại khiến tâm thần bọn họ chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc à. trên người lý vân tiêu giờ phút này không có bất kỳ khí tức nào cả phẳng phất như một người chết vậy nếu không phải ánh mắt nhìn thấy thì căn bản không biết chỗ đó có người rồi đó là một loại tĩnh đến cực hạn khiến lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi ọt ọt chỉ nghe thấy tiếng nuốt nuốt nước miếng vũ trác cố nén bất an trong lòng nói với mộ dung trúc đùi. chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này ngươi nói lui chúng ta liền lui sao ít nhất phải nói cho chúng ta biết ngươi là ai có thiên tư hay không, nếu có thì ở nơi nào." Mộ Dung Trúc cười nhạt một tiếng, đáp lại, "Các ngươi cảm thấy đại điện này như thế nào?" Vũ Trác sững sờ, quét qua đại điện, nói, "Mờ lãnh u ám, rất không thích." Khóe miệng Mộ Dung Trúc có chút cong lên, lạnh nhạt nói, "Đã không thích, vậy sao còn nói nhảm nhiều thế? Nếu còn không lui, nơi này chính là phần mộ của các ngươi rồi." Ba người Vũ Trác cả kinh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đề phòng. Tuy rằng thấy không rõ sâu cạn Mộ Dung Trúc nhưng trong lòng ba người chẳng biết tại sao lại sinh ra một cổ khiếp đảm khó có thể chống lại. Sau khi Mộ Dung Trúc nói xong câu kia, trong lòng càng dâng lên nguy hiểm cực độ không hiểu, thậm chí là tuyệt vọng, ba người đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Vân Tiêu một mực tĩnh như nước động đột nhiên mở miệng, nói: "Ba người các ngươi thối lui đi, nếu hắn ra tay sẽ trực tiếp miểu sát các ngươi đấy." Trong lòng ba người Vũ Trác chấn động, cho dù Lý Vân Tiêu không nói những lời này, bọn hắn cũng cảm giác sẽ có kết quả này. Vũ Trác vội vàng ôm quyền nói: "Vân thiếu xin bảo trọng, cáo tử." thiên tư tuy rằng trọng yếu nhưng có trọng yếu hơn cũng không bằng tánh mạng ba người liền vội chạy ra ngoài như bay lần này trên đại điện khôi phục một mảnh tĩnh thê lãnh sâu kín chỉ còn lại lý vân tiêu và mộ dung trúc bọn họ nhìn nhau bốn tia ánh mắt sáng ngời như sao lang lệ ác liệt thật lâu mộ dung trúc cuối cùng mở miệng nói nguyệt đồng ngươi rốt cuộc đã tới nguyệt đồng thân sắc lạnh như băng của lý vân tiêu đột nhiên tan ra nở nụ cười cười ngươi đang cười lông mày mộ dung trúc có chút nhướng lên nói không biết có chỗ nào buồn cười nói ra để ta cũng cao hứng một chút, đã rất lâu không có chuyện gì buồn cười rồi. Lý Vân Tiêu vui vẻ không giảm, lại cười có chút thống khổ, nói, bởi vì ngươi không phải mộ dung trúc, cho nên ta cao hứng, nhưng cũng đau lòng, ngươi rốt cuộc là ai. Mộ dung trúc nói, ngươi nói mộ dung trúc chính là cỗ thân thể này sao, cỗ thân thể này ta coi như cũng thỏa mãn, có thể dùng được một hồi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai. Gương mặt quen thuộc, nhưng thần sắc lạ lẫm này khiến một cỗ giận dữ vò thẳng vào linh đài hắn, huyết dịch trong cơ thể cũng bốc lên kịch liệt. Trên đại điện, lập tức tràn ngập khắc nghiệt chi khí, băng hàn thấu xương. Mộ Dung Trúc thần sắc không thay đổi, suy cười nói, ta là ai, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Vậy ngươi có biết, chủ nhân cỗ thân thể này năm đó chính là vì ngươi mà chết đấy. Cái gì? Lời Mộ Dung Trúc nói như một đạo lôi đình đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu khiến hắn hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thân hình có chút đứng không vững. Hắn ngăn chặn cảm xúc nhấc lên như sóng cả trong lòng, kinh sợ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, Mộ Dung đại ca là thành hồng nguyệt hại chết, ta tận mắt nhìn thấy thành hồng nguyệt ha ha